Xin chào anh chị đã quay lại với kênh Thức Bất Động Sản Miền Tây. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho anh chị một cái ngôi nhà. Thì em nghĩ nhà, nếu mà chúng ta là một cặp vợ chồng mà mua cho ba mẹ chúng ta ở, ba mẹ chúng ta đi xem sẽ rất là thích luôn nha anh chị. Với phong cách là cổ cổ xưa xưa mà xen lẫn là hiện đại nha anh chị, mà full nội thất nè. Thì chúng ta mua cho ba mẹ chúng ta ở nè, thì không cần mua gì thêm nữa. Và ngôi nhà này tại là ấp Phú Thạnh, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Đây, thì quý anh chị ấy, nhìn sau lưng em cái không gian bếp, quý anh chị có thể thấy rất là tuyệt vời luôn không? Rất là đẹp và đầy đủ những cái cần thiết để chúng ta sinh sống, định cư nha. Rồi thì trước khi vào xem tham quan chi tiết ngôi nhà, chúng ta sẽ đi ra đường trước nhà chúng ta như thế nào ha, khu dân cư như thế nào. Và khi mà chúng ta đi xem hoặc là sở hữu ngôi nhà này, chúng ta sẽ hình dung sơ sơ được nha anh chị. Đây, thì đường trước nhà chúng ta là đường nhựa nè, khoảng là 4 mét rưỡi, 3 mét rưỡi nha anh chị. Ô tô 4 chỗ, 7 chỗ thoải mái luôn nha. Ở đây là đường thông nha anh chị. Thì cái hướng này nè, chúng ta đi khoảng là 2 km là tới là thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đi thông ra đó, chợ Bến Tranh của là chợ gạo cũng được nha anh chị. Đường này cũng được luôn. Đường này thì chúng ta đi cũng là 2 km là tới là chợ Bến Tranh nè, đi ra thị trấn Tân Hiệp cũng được luôn. Nói chung là ngôi nhà này khá là nhiều ưu điểm, đó là đường thông là tứ hướng nha anh chị. Thì đối diện bên đây cũng có nhà nè, nó đây nhà mới, nhà mới. Cái đoạn đường này chắc khoảng là 20-30 nhà nha anh chị, rất mà đáng để mà chúng ta định cư nha. Thì ngôi nhà chúng ta là quay về hướng nam nha anh chị, tổng cái diện tích nhà và đất luôn là 151 m². Chiều ngang mặt tiền của nhà chúng ta là 8 m, dài sâu hai cạnh là 18 m nha anh chị. Full thổ cư, chủ quyền nhà đầy đủ nha anh chị, hoàn công đã có sẵn luôn, sổ hồng riêng chính chủ nha anh chị. Rồi thì nền ngôi nhà thì cao mặt đường 2-3 tấc nè. Thì bên đây á, là thiết kế theo kiểu như mà hồi xưa hoặc là rất là đáng mà để chúng ta ở nè. Quý anh chị thấy đậu một chiếc ô tô Innova 7 chỗ là uy tín rồi ha. Đây còn rộng nữa nè, thông đường đi nè cũng rất là rộng luôn. Chúng ta đãi bàn tiệc ở đây chắc khoảng 4 5 6 bàn là vô tư nha anh chị. Còn đậu xe máy thì đậu thêm chắc 5 6 chiếc là rất là dễ dàng, thông thoáng chúng ta luôn. Đó, rộng rãi nè, hiện đại nè, hoài cổ cổ điển có luôn. Rồi đó, quý anh chị có thể thấy nè, những cái phào chỉ khá là nhiều, bảo vệ nhà chúng ta là tường rào hết nha. Đây ha, cửa sắt xin xi ha, ở trên là ngói hết rồi, rất là chắc chắn luôn. Phần bên đây á, thì phần trước của nhà mấy hông bên đây thì chúng ta đậu xe máy cũng được ha, chúng ta để đồ, trồng thêm cây kiểng ở đây cũng được ha, rất là thuận tiện luôn. Thì toàn bộ những cái cánh cửa mà chính của ngôi nhà chúng ta là gỗ hết nha anh chị, nhìn ha, rất là giá trị luôn. Đây, bền bỉ luôn nha anh chị, bền bỉ hết thời gian luôn. Đèn điện ha, điện âm trần, trần thạch cao đó. Thì ở đây thì không gian phòng khách nè, đó rất là rộng luôn nha anh chị. Có sẵn chúng ta ha, cái tivi 65 inch, một bộ sofa chúng ta ăn uống nước trà tiếp khách ha, bàn ghế có sẵn rất là rộng luôn. Đó, chúng ta tiếp khách này ha, chúng ta uống nước trà rất là thoải mái luôn, nhìn rất là sang trọng ha. Kết hợp những cái hoa văn hoa tiết ha, kiểu như là phào chỉ nè, bông nè, tranh nè, tranh ảnh ha, rất là nhiều luôn. Tường thì ốp gạch cao khoảng là 1,2 m nè, nó dễ vệ sinh lau chùi đó. Bên đây thì có kiển nè, bên đây có kiển ha, và cũng có chỗ chúng ta là cũng cửa sổ bằng gỗ luôn. Quý chị thấy tất chất lượng không? Thì ngôi nhà chúng ta là có 3 phòng ngủ nha anh chị, ở một đại gia đình nè, 4-6 người rất là tuyệt vời luôn. Thì ngôi nhà này giá là 1 tỷ 730 triệu đồng vẫn còn thương lượng nha anh chị. Rồi phòng ngủ đầu tiên cũng là cửa gỗ ha, hoa văn khá là nhiều, bền bỉ theo thời gian luôn, đầy đủ chúng ta ha. Ở trên là có máy lạnh ha, giường, tủ quần áo, phào chỉ, bức tranh, đèn điện có sẵn. Mỗi phòng đều có một cái ưu điểm là mở cửa sổ chúng ta luôn, cho nên gia chủ rất là tinh ý làm rèm cho chúng ta luôn. Chúng ta muốn mở ra, chúng ta lấy thoáng lấy gió mở ra, thấy thông thoáng, thoát khí, thoát mùi trong cái phòng, không có riêng tư, kéo rèm lại. Máy lạnh có sẵn. Và những cái nhà nội thất ở đây là mới 100% nha anh chị. Thì ngôi nhà chúng ta là có một hai phòng ngủ tiếp theo. Đây, phòng ngủ nè, phòng ngủ thứ hai nè. Giường, tủ quần áo, bàn trang điểm, quý anh chị thấy chỗ sạc ha, điện thoại không dây luôn. Hả? Tủ quần áo nè. Rồi, thì những hai cái phòng tiếp theo á, là nó có một cái nhà vệ sinh riêng ở trong phòng ha. Thì trong phòng đầy đủ những cái cơ bản ha,
Lavabo, bồn cầu, vòi xe. Nhà chúng ta là có nước nóng lạnh, năng lượng mặt trời nha anh chị. Đó, rất là an toàn cho chúng ta luôn. Thì quý anh chị có thấy là màu sắc trang trí rất là đẹp mắt ha. Rồi thôi, mình đi theo thứ tự á, thì ở đây sẽ là một cái không gian bếp, quý anh chị nhìn sơ đi. Rồi chúng ta nhìn sơ đây cái trước nè, ở đây nè, chúng ta nhìn ra cái hông nhà đi lên nè, quý chị cảm thấy thông thoáng không? Đó, dân cư thì người ta mới chạy ngang đến anh chị, đường thông khu dân cư hiện hữu nè. Thì ở đây á, tiếp theo á, là một cái bàn ăn 4 đến 6 ghế ha. Quý anh chị thấy không? Bàn đá nè, kéo qua lại để đồ ăn, xây qua xây lại như vậy. 6 cái ghế, 4 tới 6 người ở ha, ăn uống sinh hoạt một đại gia đình, ba mẹ nè, vợ chồng, con cái ha. Cây kiểng ha, đây là có một cái tủ lạnh hai cánh luôn nha chị. Đó, chúng ta tha hồ mà để ha những cái vật liệu mà chúng ta để mà sinh hoạt kiểu như là chế biến đồ ăn cho gia đình. Rồi tiếp theo, không gian bếp quý anh chị, tủ ở trên khá là nhiều, ở dưới cũng rất là nhiều luôn. Ở đây là chỗ tủ kiến nè, chúng ta để nhà chủ cũng có để những cái vật liệu cần thiết để một gia đình nha. Mặt đá hoa cương, không gian bếp chữ L, trên tủ trên là để gia vị, chén bát ly đũa, ở dưới chúng ta để nồi ơn son chảo ha, rất là nhiều hộp tủ luôn. Chúng ta tha hồ mà để ha, không cần đóng thêm những cái gì hết. Nói chung là em ấy, chúng ta chỉ cần đem quần áo vào là ở thôi. Tiếp theo tặng chúng ta là một bếp điện từ Sennheiser ha, máy hút bụi. Ở đây cái không gian mà gọi là như là thờ cúng nè, thờ ông táo nè. Đây là một cái lavabo bằng đá này, điện nước có sẵn sẵn sàng rồi, úp chén ha. Đây thì cũng có, đương nhiên có là một máy lọc nước luôn, hiệu nhãn hiệu là Saki nha chị, Sanaki đó. Dồi nóng lạnh riêng biệt nha. Tặng chúng ta là một cái máy giặt nè, hiệu đây Hitachi. Ở đây là có một cái labo để ngoài để chúng ta mà có khách ấy, chúng ta sinh hoạt ở đây nó cũng rất là tiện dụng ha. Hoặc là một buổi sáng quý anh chị mà vậy á, một người sử dụng nhà vệ sinh, một người sử dụng một cái chỗ đánh răng súc miệng ha, nhà vệ sinh chung. Đây là có nè, bồn cầu vòi sen cũng rất là rộng luôn, chỗ móc đồ đây có tượng trưng luôn. Và phòng ngủ cuối cùng nó cũng là đầy đủ những công năng, có một cái nhà vệ sinh riêng ở trong phòng nha anh chị. Tường thì ốp gạch, nhà chúng ta là tường ốp gạch hết khoảng 1,2 m hết nè. Ở đây là lavabo, bồn cầu, vòi sen có đủ nha anh chị. Tường ốp gạch cao đến tầng ha. Và em xin tóm gọn ha, quý anh chị nào có quan tâm đến cái ngôi nhà này tại là ấp Phú Thạnh, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, giá chủ đang kêu bán là 1 tỷ 730 triệu đồng, vẫn còn thương lượng nha chị. Hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, 0901 678 768 để cùng đi xem nha, gặp trực tiếp chủ để thương lượng về giá cả nha anh chị. Cuối cùng ha, xin hẹn gặp lại những video tiếp theo của Thức Bất Động Sản Miền Tây nhé. Xin kính chào. Xem thêm nhiều tại website nhà đất đẹp tiền giang.com.